Xin chào các bạn nhé. Hôm nay kênh tiếng Việt mình vừa về một cái máy mobile, con là DJI Osmo. Đây mình sẽ giới thiệu các bạn con DJI. Đây là cái thùng của nó đây, cái hộp xốp của nó này. Đây là DJI Osmo X3 nhé. DJI Osmo 03. Còn đây là nó là một cái camera gimbal, có cả gimbal đây, ba chục này, một chục này, hai chục, ba chục, một chục này, hai chục, ba chục, DJI gimbal. Tóm này con này model của nó DJI Osmo X3. X3 là bởi vì nó lắp thêm cái cam camera của DJI. Đây, Zenimot này, X3 này. Mình sẽ lấy nét cho các bạn này. Đây. Đấy, con này là Osmo này, còn cái cam của nó này, này. Thấy không? Zenimote X3 này. Đó. Con này mình vừa lấy ở bên Nhật, xách tay bên Nhật về. Con này thì nó rất là đẹp. Con này thì nó đẹp lắm. Đây, các thứ đấy, hộp vẫn ok hết nhé. Quả pin thì mình thay mới rồi, quả pin của nó thì vẫn nó hết, nó kém pin thì mình đã thay mới rồi. Còn các thứ hình thức thì vẫn rất đẹp. Ai mình sẽ tháo cái này. Hình thức con này thì ok. Đẹp, không có một vết gì cả. Rồi. Còn cả hộp nguyên vẹn nhé, có cả sạc nhé. Còn cả một sạc. Một quả pin này mình mới mua nhé, pin mới tinh nhé. Pin này mua 600 ngàn, 560 mấy ngàn. Pin mới. Thế là còn một quả pin cũ của nó thì nó kém kém rồi. Đấy, sạc thì vẫn sạc ok. Có cả vẫn đốc sạc nguyên bản. Con này rất là mới. Rồi, chúng ta cùng sử dụng một tí cái con này. Con này thì bây giờ bạn muốn sử dụng thì bạn phải tải cái phần mềm. Bạn tải cái phần mềm Osmo. Go. DJI Go nhé. Bạn tải phần mềm DJI Go. Trên Android thì bạn tải nó hơi khó khó. Thì bạn phải vào trong web. Bạn phải trên Google bạn tải. Thì nó mới được. Chứ vào Set Play không cài được. Nếu mà trên iOS thì các bạn tải được ngay. DJI Go nhé, bạn tải về sau đó bạn cài đặt, bạn tạo tài khoản của bạn thì trên đấy nó sẽ có. Thì đây xem mình sẽ lắp cái con máy này vào. Đây của mình thì mình tải sẵn hết rồi, mình sẽ lắp vào để cùng các bạn thưởng thức. Đây. Thì trước tiên là con này thì khi sử dụng thì các bạn sẽ bật mở cái phần mềm lên. Đây, mở cái phần mềm lên, nhưng mà bạn phải kết nối ấy nhá, bạn bật máy này, gạt cái nút này xuống, gạt máy thôi. Bạn mở hết những cái khóa đây. Bạn mở phần mềm lên. Đây là mình tải cái, mình sẽ thoát này ra. Rồi, bây giờ chúng ta phải vào cái
Đấy đã. Phải bắt cái, chúng ta sẽ vào cái mạng LAN để chúng ta bắt cái, tìm cái wifi nhé, tìm cái wifi của nó. Tìm cái wifi của cái con này. Wifi của con này nó là Osmo đây. Bạn vào. Đấy, bạn bật bật app đây này, các bạn bật máy đây này. Bạn vào cái wifi của con này, tìm cái wifi nó của nó là Osmo. Osmo 177707 đấy. Thì các bạn sẽ bật đánh password để cho hai wifi, cái wifi của di động này nó bắt vào cái wifi của cái Osmo này, mobile này, vì mobile này nó phát mobile nhé, nó phát wifi thì con này điện thoại nó sẽ thu wifi vào để nó hoạt động cái phần mềm này thôi mà, mục đích nó thế mà. Còn password của nó là 1234 1234 nhé, password của cái phần mềm này, của cái phần mềm DJI Go này nó là 1234 1234. Rồi các bạn tải xong thì các bạn bật cái phần mềm, bật cái DJI Go lên là nó sẽ bắt thôi. Đấy, thấy chưa? Đấy, thì nó sẽ hiện luôn, cái cam này nó hiện luôn, các bạn thấy không? Đây, cái màn hình nhá. Đây, mình này. Lấy lên nét nào. Yeah, mở thế. Thấy chưa? Mình đây là mình cũng đang quay bằng gimbal đấy, một mình quay nó hơi lằng nhằng. Đây, mình sẽ lấy nét các bạn xem. Đó, đây này. Đấy, máy quay của nó chúng ta thì sẽ quay được như này. Đó. Còn lên đến cái nút chỉnh, những cái nút chỉnh này, tăng giảm để cao thấp này. À, lúc này mình lấy nét này. Đây, nút chỉnh cao thấp này. Đấy, cao thấp cái camera này. Camera X3 này, con này của nó thì nó quay đến 4K nhé. 4K 24 hình nhân dây hoặc là 30 hình nhân dây nhé. À, trên đây nó sẽ có nút. Đây là nút gọi là joystick ấy. Nút ngang dọc rồi là nó kia để xoay ngang xoay dọc này, các bạn thấy không? Xoay ngang xoay dọc cái cam này. Đấy. Tăng lên hạ xuống này, nọ kia này. Dù các kiểu, con này gimbal là 30 rồi chạy thì nó mượt rồi. Đây, còn nút này là nút các bạn ở chế độ nào thì các bạn quay hoặc là chụp ảnh. Còn nút dưới là cái nút quái này. À, nút cái dưới đây. À, cái dưới là chụp ảnh nhỉ. Đấy. Còn nút bên là nút tắt mở đây. Còn những cái lằng nhằng, những cái khóa gimbal thứ thì đây nó sẽ ở những góc này, các bạn nhìn thấy rõ thôi, các bạn sẽ xoay cái đây. Các bạn xoay cái này nó là khóa hay là không khóa các bạn thấy rõ luôn. Ừ. Rồi, chất lượng con này thì đây, mình sẽ vào cái phần mềm của các bạn khám phá cái phần mềm của nó. Đây. Đây các nút. Đó, nút kia thì ok thôi, không phải gì cả. Đây đây mình sẽ xem, các bạn xem thấy chưa? Shutter này. Đây nó đang ở chế độ chụp ảnh. Đây, shutter này. Gì ISO này. Đấy, thì nó tăng giảm chỉnh cái môn này thì mình cũng không thạo lắm. Bây giờ sang cái video này mình chỉ khoái cái video, thực ra cái gimbal này mình thích cái video nó, chứ cần chụp ảnh mình không khoái lắm. Đây ô tô chứ F chứ M biết cái này là cái gì này. Đấy, M thì ISO bao nhiêu này, F này, ô tô này. Cài đặt các thứ, cài đặt gimbal, cài đặt nọ, cài đặt kia thì có cả. Đấy, cài đặt camera. Video 4K 24 này, đây đang ở 4K 24 hình trên dây này. Đấy. Đấy, nó cài đặt rất nhiều thứ đây này. Đây này. Thậm chí là 4K, đây 4K 24 là 4096 x 2160 này. Còn nếu mà
Bạn mà để 3840 nhân 2160 thì nó còn lên đến 30 hình nhân dây này. Mình khoái cái 30 hình nhân dây này hơn. Chắc khả năng nó mượt hơn. Còn quay 2,7K quay hết này. 1080 các thứ này. Mình mới cho nó ngon nhất mình quay. Đó. Rồi mới thử phát nha. Rồi đấy mình quay đấy. Quay là một mình bấm trên đây cũng được mà bấm trên trên điều khiển đấy của nó cũng được. Mình sẽ quay. À, cầm hai máy. Đấy, căn chỉnh. Quay nghịch thôi. Bởi vì đây là quay thử máy thôi, mình cũng không phải là dạng chuyên gia lắm. Chỉ biết bán máy quay có những cái. Đấy, thẻ nhớ con này thẻ nhớ nó thấy bảo là nó dùng tối đa là 64GB nhá. Đó, thì mình đang lắp cái thẻ nhớ nó lắp ở trên 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 cái khung khung này này. Thẻ nhớ nó lắp đây các bạn ạ, nó lắp ở trên trên ca cái cam này. Đây còn cái này là cái này mình bạn để đấy, để điện thoại mình có xoay chuyển các thứ vào. Đấy, nó đang quay thì cái đèn nó đang nhấp nháy này. Mình nghĩ là chất lượng nó ok thì vì bọn DJI Mobile mà con này nó lắp trên những con X3 này nó lắp trên đấy đấy, nó lắp trên con camera X3 này. Hãng này hãng của Thụy Điển nó sản xuất đấy. Con camera này xem. Em gì đây này, lúc đấy mình vừa thấy cái này nó đây. Đây. Gen Muser này, X3 này. Đấy, X3, X4, X5, X6, X7 đấy, nó đều lắp trên Flycam đấy. Đấy. Thì con X3 này nó lắp trên Flycam. Nó lắp trên con Inpear. DJI Inpear 1 đấy. Đó. Rồi, còn những con này con máy này nó sản xuất đâu những cái chắc lại phải 675 này. Mình thấy con này nó đẹp mà nó tiện cầm tay nó sướng. Các bạn không phải mua thêm cái cam hành động nữa. Nó vừa là một cái gimbal luôn, nhưng cầm tay để các bạn chụp, để các bạn quay. Rồi ok, miên man thế thôi, mình cũng sẽ chứ. Đây, một con máy này. Đẹp nhá, không một vết gì xước sát gì cả, đẹp tuyệt vời luôn. Nhá, mình xách tay bên Nhật về đấy. Thì các bạn bạn có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0934337337 kênh tiếng Việt. Con này mình ở thành phố Linh nhá. Con này gồm cái máy này, đây một cái máy này, một quả pin này, một quả pin mới tinh này, mình mua của Trung Quốc nhé. Và một đốc sạc nhé, và một quả pin zin của nó thì pin zin của nó là hết rồi. Nó hết pin thì các bạn phải đóng lại thôi. Mình cũng chưa mày mò mình đóng. Đó, cái máy này thì mình bán là 4 triệu nhé. Đó. Không bao gồm thẻ nhớ nhé. Thẻ nhớ con này dùng tối đa 64GB, mình bán 4 triệu con này. Hộp của nó nguyên bản đây, sách hướng dẫn tiếng Nhật thứ. Con này rất là đẹp, quay 4K 30 nhá, 30 hình trên dây nhá. Còn chụp ảnh các thứ thì mình cũng chưa tìm hiểu lắm. Đấy, còn cam của nó là cam X3, bạn cứ tra Google nhá, cam X3. Cam X3 nhá. X3 Gen Muser X3 của DJI. DJI nó đặt hình như cái hãng này nó đặt cái cam này của bọn Thụy Điển gì sao này. Khẩu độ của con này thì mình cũng không phải dân thạo muốn này lắm. Chắc là con này là DJI Gen Muser X3. Gen Muser X3 đây rồi. Ống kính còn là bao nhiêu đây? Đó. Nói chung một con rất là đẹp. Con này bọn Tây cũng thích lắm, ngày xưa bọn Tây khoái lắm. Bọn châu Âu cũng thích lắm. Rồi, ok. Con này mình bán 4 triệu nhé, bao ship cho các bạn luôn. Bạn nào mình ở thành phố Bắc Linh nhé, bạn nào mà tiện thì đây, quay những ngày Tết thì rất là tốt thôi. Số điện thoại 0934 337 37 kênh tiếng Việt nhé. Qua xem trực tiếp. Rồi, xin chào các bạn.